Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại cây mình vừa có trái để ăn, già trẻ lớn bé đều thích, và cái loại trái cây và cái cây này mình có thể trồng làm cảnh kiểng thì rất là đẹp luôn. Đó chính là cây sơ ri. Và cái cây sơ ri này thì hiện nay trên thị trường thì bên cửa hàng của Ngọc Ngân cũng như ngoài thị trường thì có ba loại: loại Việt Nam và loại Đài Loan và loại Thái. Thì cái dòng Ngọc Ngân đang cầm trên tay đây là sơ ri Thái ngọt, có quý cô chú anh chị. Đây là cây chiếc cành, chiều cao cây từ miệng chậu đi lên thì nó cao tầm khoảng 60 70 cm, cây rất là mạnh khỏe luôn. Quý cô chú anh chị trồng tầm khoảng 6 tháng thì mình có thể để trái được rồi nha quý cô chú anh chị. Rồi sơ ri thì mình ăn tươi, mình chấm muối thì nó rất là ngon luôn. Cái dòng này nó ngọt thì mình không có cần chấm muối, nhưng mà thường Ngọc Ngân hay hay thích cái cảm giác là mình ăn chấm vô nó hơi mặn 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 đó. Thì tùy cái hương vị của mình mà mình khi mình ăn mà mình có thích chấm muối không, không chấm thì cũng không sao. Những cái dòng sơ ri chua thì mình ăn mình phải chấm muối, còn cái dòng sơ ri ngọt Thái ngọt này thì mình không có cần phải chấm muối, mình ăn rất là ngon. Và trong trái sơ ri thì giá trị dinh dưỡng rất là cao, và đặc biệt là màu đỏ rất là bắt mắt, có phải không quý cô chú anh chị? Một cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì sơ ri nếu mà mình ăn tươi mình không hết đó, thì mình có thể là chế biến các thức uống, đặc biệt là sơ ri nấu với khóm đó, thì sẽ tạo nên một cái thức uống rất là mát, rất là ngon và rất là bắt mắt luôn. Và thêm một cái nữa, nếu mà mình uống không hết nữa thì mình có thể là mình ngâm rượu cho mấy anh thì cực kỳ thích luôn đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cây sơ ri Việt Nam, sơ ri Đài Loan hay sơ ri Thái thì hãy về đội của Ngọc Ngân nha, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.